Ê, mấy anh chị giữ trật tự giùm em nha. Rồi 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 dạ. Hai mọi người em đến trễ mọi người. Ủa, ơi. Làm gì lâu vậy hả? Phía sau nãy giờ bạn bạn make up với lại bạn trang điểm. Trời ơi, cái gì vậy bà? Ủa bà nội ngộ vậy. Bữa nay đi một sự kiện lớn là phải hoành tráng chứ má. Rồi bà này mới thấy làm giỏi được không? Trời ơi, cái bà làm cái gì với con chim vậy? Ủa bà, cái này đại bạn của mấy anh chị ơi có thể giữ trật tự giùm tụi em được không? Đó, bây giờ anh chị đó là nhập hàng bên em để bây giờ em thuyết trình cho anh chị ha. Đây là em nè. Ví dụ như chị này đứng lên. Tại giờ chị muốn kinh doanh bán mặt hàng bên em mà để gọi là bán chạy nhất thì chị phải bán qua công ty của tao. Đó. Đây. Là ví dụ đây là công ty. À, công ty là của em. Đây là chị đại lý nhỏ nè. Đó là anh ơi, sao công ty gì như cái bông bóng bay vậy? Đây, cái này em đang thuyết trình như vậy ha. Rồi chị mà muốn bán được cái mặt hàng bên em mà gọi là bán mà gọi là hoành tráng mà để là bán hết mặt hàng đó, bán chạy phải, ha. Đúng rồi, là chị phải gặp bán qua cho chị này khách hàng. Là nếu mà chị giới thiệu được một chị vô mua bên hàng bên em nữa là chị lại được một cái đại lý nhỏ nữa. Là nhỏ này giới thiệu cho nhỏ này bán nữa là chị có thêm nữa. Đúng rồi, là chị đại lý nữa đó. Đây đó là nó là thành như vậy đó. Là như vậy thì nói chung ra là bên em á là hàng bên em là ok hết cho tất cả cho mọi người thì mình nên nhập về mình bán ha. Khi mình bán được nhiều thì cái lợi nhuận của mình, cái hoa hồng của mình sẽ càng cao nha các anh chị. Hoa hồng là cái gì vậy? Hoa hồng là gì? Hoa hồng để dành cắm cắm ninh lọ hả? Đúng không rồi. À, cái bông phải không? À là không không hai chị ơi, cái hoa hồng ở đây á là em ví dụ đi ha. Là chị bán được một cái thùng hàng là chị được cái hoa hồng ở trong đó ví dụ là 15% tiền lời đó. Tiền lời ha, gọi là hoa hồng. Tính đâu mà bán hàng mà được cái tính đâu mà bán hàng mà được cái bông hồng, bà nội ơi lấy làm gì? Đi chơi với bé khỏe bé ngoài. Anh chị muốn lợi nhuận mình càng cao thì anh chị phải đi giao tiếp, phải nói chuyện với khách hàng của mình. Mình phải giao tiếp với chị khách hàng. Đúng rồi. Là mình sẽ bán được. Anh nhà chưa bán được, chưa em chưa có gọi là kinh nghiệm bán hàng đó. Ừ. Có khách nào không? Thì trong buổi hôm nay là tụi em sẽ training các anh chị là cách bán hàng, cái đầu vô và đầu ra để cho mình có lợi nhuận đều hàng tháng. Đó. Thì bây giờ giống như là bây giờ chị muốn bán được cái mặt hàng đó thì là chị phải nhập từ tổng công ty về. Là nhập. Chị là hiện tại là đã là đại lý rồi. Em đại lý chỗ đúng rồi. Má tôi đại lý luôn đó má. Vậy hả? Ủa là bà nhập gọi hả? Hèn bữa nay bà thấy tôi muốn cái đầm riêng đi. Anh đàn ơi. Đó thì ra là chị lại bây giờ là một người đại lý. Nếu mà chị giới thiệu được cho người thân của chị nhập hàng như nữa là người thân của chị là được một cái đại lý nhỏ nữa. Đúng rồi. Đại lý có nghĩa là cái chỗ lớn lớn ha. Đúng rồi, ví dụ em ví dụ ha. Vậy đó má. Là đại lý 1, đại lý 2, đại lý 3. Ủa vậy hả? Là nó là vậy. Tôi tính đâu là bà nội này là đại lý còn tôi là tiểu lý chứ. Đâu. Cũng là đại lý luôn, cũng là đại lý luôn. Là nhỏ lý mà. Nhỏ lý là gì? Hả cái gì? Không em. Thì nói chung ra là để em thuyết trình để cho mọi người là cái cách bán hàng ha. Là để cho gọi là mình bán hàng là gọi là chất lượng, uy tín, an toàn là phải có 3 bước. 3 bước hả? Là mình bước 3 cái hả? Không. Sao? Bước đầu tiên là mình phải cần có vốn đầu tư. Vốn? Vốn đầu tư. Là tiền á ha. Đúng rồi. Tiền à. Bước thứ hai của mình là phải cần có kinh nghiệm. Không, em có kinh anh ơi. Dạ. Bảy. Dạ em không có nói đó. Không biết kinh là nhà tôi có con kinh chứ gì mấy anh không nhà mua con kinh không chị ơi. Cái này kinh nghiệm là mình kinh nghiệm mình bán hàng. Tính nào cái con kinh nhà chị cũng có mà nhà em không có. Đây cái con kinh nhà bà nội là bự nhất nè má. Ôi ôi. Và bước thứ ba của mình đó là giao tiếp với khách hàng. Giao tiếp giao tiếp là bà giao tiếp được đó. Được không? Cái mỏ mà lanh được thôi. Như chuyện rất sớm mà. Như chuyện rất sớm bây giờ hả? Sao anh bây giờ cần có nhập hàng hả? Đúng rồi. Bây giờ sao nhập sao? Nếu như bây giờ chị có vốn đầu tư là chị cứ nhập về là tụi em sẽ đưa chi nhánh ở đây cho chị. Wow. Cho chị nếu mà bán được càng nhiều thì lợi nhuận của mình càng cao. Anh cho em coi cái vốn đầu tư nhập không anh? Đây này. Đây ví dụ ha, cái vốn đầu tư của chị nếu mà chị nhập nhiều nhất em sẽ đưa chị lên là giám đốc của một cái chi nhánh. Wow. Trời má làm ruộng không mình làm đất. Trời. Thời tới rồi. Hay vậy trời. Chị cứ nhập về càng nhiều là càng tốt. Nếu mà chị nhập về càng nhiều đúng không? Là chị sẽ lên được giám đốc đại lý của một cái chi nhánh. Giám đốc. Đúng rồi. Má này làm ruộng vậy làm giám đốc má. Hả? Mà mình nhập càng nhiều nó về càng tốt mà mình bán được hàng đó là mình thu nhập vô rất là cao. Vậy đó he. Dạ. Ê má. Bây giờ á thôi em nhập hết luôn. Ê bà nội này vô gì vừa phải rồi má. Không vừa cho ta nhập chứ vậy. Má này ngộ trời, ai có tiền nhiều nhập nhiều. Thì mình giữ trật tự nè. Bây giờ em nói là ai có tiền
thì người đó nhập nhiều càng tốt. Đó còn ai không có tiền mình nhập ít cũng được, không sao. Giám đốc đi, mình làm đại lý cũng được. Rồi bây giờ chị Nhi cái dành hàng nhập ít chưa? Bây giờ là chị nào nhập nhiều nhất số lượng để em biết em chốt đơn cho nè. Em chị đúng không? Ừ. Rồi em ghi lấy thông tin của chị rồi coi chị chưa nhập hàng hết. Cái bài vô nhập hết trơn hàng. Cho em xin tên của chị. A Nguyễn làm thí liệu. Lại chị em hai liệu. Dạ rồi chị ạ. Năm năm sinh. Em ở ấp 3 Kinh Thèn, Kinh Thắng Hoàng. Nó làm giám đốc. Rồi. Là chị ở khu vực này luôn. Khu vực đó luôn. Là cùng với mẹ này nè. Ê, tiền đâu nhập dữ với bà nội. Thì tôi không hụi trước. Má ơi. Má ơi, má này chơi lớn gì? Chơi lớn vậy? Chứ lại nhà tôi còn miếng bánh đất nè. Ơi. Bên nhà bà Tư U đang hỏi mua đó, bán luôn nhập gì. Dạ. Trời ơi, mình cũng muốn làm giám đốc mà. Mốt mình định đi cho là làm phó giám đốc. Thôi bạn, ai gì bà cho làm tôi chi nhánh phụ đi. Chi nhánh phụ được. Là chị muốn nhập tất cả cái mọi loại. Nói nghe anh ơi, ví dụ báo không được có trả làm được không? Đây đây rồi, để em nói vấn này luôn là cái uy tín của bên công ty em luôn. Ví dụ trường hợp là bên anh chị không bán được hàng, bên em sẽ xuống thu lại toàn bộ hoàn vốn giống cho anh chị toàn trời bộ. Trời đất ơi, đó. Đây, đây là cái biên bản hợp đồng bên em là có hoàn vốn đầy đủ luôn. Dạ. Sao mà hay vậy trời. Đó. Nên là mọi người cứ yên tâm về bên công ty em ha. Nếu mà mình không bán được, bên em alo em xuống em thu mua lại hết toàn bộ em hoàn vốn cho mọi người không mất mát gì đâu, đừng lo. Má này sao nhanh dữ trời. Không sao. Chị này làm giám đốc thì chị có thể làm phó giám đốc. Vậy hả? Đúng rồi, là chị phải liên hệ với chị này. À, phải liên hệ à. Dạ. Rồi ai cũng được. Bây giờ em nói hay là đến đây là kết thúc. Đó. Rồi mong mọi người hợp tác với em thành công nhiều hơn ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Chưa hết rồi, về hàng hóa giờ sao giờ trời. Và làm gì mà tính toán mà nhảm nhảm rồi vậy? Chết rồi, người nhập thì một đống hàng giao bán không được giờ sao vậy ông? Người nhập đâu một đống hàng dữ vậy? Thì đó, bữa tôi nói với ông đó, nó kêu là nhập đi rồi gì làm giám đốc. Rồi giờ có bán được cái gì không? Không, cái tháng này có bán được ai đâu, không ai nào mua đâu. Là không bán được gì luôn? Không. Ủa vậy? Bà nhập chi cho lỗ vậy? Bà đi nghe lời của nó. Sao bà dễ tin người quá vậy? Tin gì tin, nó nói là bán không hết thì nó thu lại. Có gì đâu. Nói là phải đi là kiếm dòng họ đồ, phải lôi cái dòng họ vào mua mới có hoa hồng, đúng không? Dòng họ được đại lý. Rồi bây giờ dòng họ có ai mua không? Bây giờ tôi đang đi kêu người ta mua, tôi đang kêu gọi nè, để cho mình người ta cái làm đại lý. Ông đợi xíu. Mình xử lý sao cái đống hàng này đi. Ôi. Ai bà Tiền? Hả? Bà muốn làm giám đốc khu vực không? Giám đốc gì bà nội? Ê nè, tôi nói cho bà nghe đây. Sao? Bà nhập hàng bên tôi vậy đi. Còn cái bà làm giám đốc khu vực đại lý đó. Hàng còn đóng bán chưa hết bà nhập cái gì đó bà ơi. Ôi là bà không có nhập nữa hả? Hả? Nhập rồi vô bán không hết kìa. Bà không bán được cho ai chưa? Chưa. Bán ếm chết luôn kìa. Ôi má này ngộ đi. Ê bà Lê. Gì bà? Nè, bà muốn làm giám đốc khu vực không? Giám đốc gì bà? Ê nè, bây giờ bà nhập hàng bên tôi về, cái bà được làm giám đốc khu vực đại lý đó. Tôi lại mẹ. Hôm bữa tôi nhập về một thùng, bây giờ tôi không bán được ai hết trơn. Nhập thêm đi. Bữa tôi qua vụ bà, chị tôi kêu bà nhập đó bà. Bà chửi một hãng vô mặt tôi luôn này nè, bà nói mày bị vụ rồi đó. Làm gì có vụ. Thì bởi vậy. Bà nói uy tín lắm mẹ. Nó tức muốn chết luôn vậy đó mà. Nhập thêm đi. Thôi. Vậy chứ còn một thùng kìa, tôi còn vốn đâu tôi nhập. Ôi. Chút đem ngoài luôn. Ừ. Mấy này nữa rồi. Còn không? Hết rồi. Gom đem ngoài. Ủa chị hả? Hai mẹ con muốn làm giám đốc không? Làm gì làm giám đốc? Bây giờ mẹ làm giám đốc thì ông làm phó giám đốc. Làm gì? Nhập hàng bên chị đi. Rồi mình làm đại lý giám đốc luôn. Trời ơi cái này hả? Trời hai mẹ con đi. Một đống ở trong nhà. Nhập mưa còn nhiều hàng lắm mà nhập gì nữa? Còn nhiều lắm hả? Ừ. Bây giờ ngày nào cũng đem ra nhìn nó không có làm được gì hết á. Thôi chị lấy không em giao lại cho chị luôn nè. Nhập đi. Rồi chị nghĩ sao chết luôn. Dạ hai con đóng nữa hả? Còn đóng nữa kìa. Một tấm nữa. Có ai mua gì đâu bữa giờ. Ôi. Sao mà xui dữ thằng Ngôn vậy trời. Cái tình đó trời. Ai bà Tình ơi. Gì vậy? Nói nghe nè. Gì?
bà muốn làm giám đốc không? Giám đốc gì mẹ? Cái này nói cho bà nghe, ưu đãi lớn lắm, bà nhập hàng bên tôi về đi. Ê, tìm cái miệng lại. Đây nè, thấy gì không? Thánh thần ơi, ta nhập một đống á, chẳng là còn chưa bán hết rồi kìa. Nài nỉ người ta hả, năn nỉ mua từng cái thì chưa bán hết rồi kìa mẹ. Bà lấy hoa hồng, hiểu không? Có hoa hồng lớn, ưu đãi lớn lắm. Nó, đây nè, trong kia cũng hoa hồng nữa kìa, để giống luôn, hoa hồng úng luôn rồi kìa. Có bán được đâu. Thánh thần ơi trời, mẹ ơi mẹ, mày làm ơn làm phước đi, mày tha cho tao đi, để tao ba làm ơn làm phước, tao bán tập quá, mình nên tao cho bình yên đi. Thánh thần ơi, một đống hàng cái đống mà bán chưa xong nữa rồi, kêu đi giám đốc giám ơn. Chị Sáu không? Dạ. Muốn đổi đời không? Làm gì? Bây giờ đừng có làm nội trợ nữa, mà làm giám đốc đi. Giám đốc hả? Ừ. Mà làm gì mới lên giám đốc được? Thì này nhập hàng bên em về, xong rồi làm đại lý. Thôi đi mẹ ơi à, một đống chổng rồi kìa. Hôm bữa làm chi nhánh thì quên hả? Bây giờ bán được mẹ gì đâu mà lên giám đốc giám ơn. Tính đâu đổi đại gì khác. Không, bây giờ chị ấy đi ưu đãi chị giao qua hồng. Em cho chị làm mà chủ tịch luôn. Chủ tịch luôn hả? Ừ. KOL chị ha. Ừ. Tại giờ đóng hàng chậm làm gì? Có đổi ra gạo được không? Chứ giờ còn một đống đồ chậm gà mày coi cái nhà ta nè. Chết rồi chị ơi, ổng gà em có thiệt em nhập một đống về. Em mơm hụi trước của người ta, bây giờ em trả hụi chết. Bây giờ em bán không được gì, không ngờ cả tháng nào mà gì. Tao cũng có tốt lành què gì đâu. Lấy về cuối cùng một đống để nhà kìa. Bây giờ sao vậy trời? Bây giờ em điện nó thu hồi, bấm nghe nó thu hồi đúng không? Đúng rồi, thu hồi. Điện quần què họ điện thì nó má. Thuê bao phải không? Ê chị ơi, thuê bao rồi chị ơi. Nhỏ nào nói chuyện đúng không? Nó nói tiếng Anh tiếng ngờ gì đâu mà. Tao điện hả, tao ra điện nhà cả chục cuốc điện cũng được đâu má ơi. Chết rồi, giờ sao giờ chị? Cũng mày không à. Mày ham lắm. Hốt hụi cho cố vô rồi bán luôn miếng đất luôn nhập về hả? Một đống vô. Rồi hả, mấy đứa tao thấy vậy, mấy đứa tao cũng bon chen theo nhập nữa. Cuối cùng có bán ra được cái quần què đó, chó gì đó. Đó, bây giờ coi nhà đi má. Tính đổi đời, tính hả bán được, tao đi tới Tết cắt cái nhà rồi cuối cùng giờ nhà như cái... Chết đó chị ơi, em bị nó... Nó chơi xỏ chị ơi, giờ sao giờ chị? Ê bà nói nghe nè. Mày nhập nhiêu vậy? Cái gì? Mày nhập nhiêu vậy? Có 1 tỷ mấy hả? Trời ơi trời! Thằng Đăng Lý Đụng ơi! Mày nhập gì dữ vậy? Em tính em được làm giám đốc, cho nó bự bự, cho nó quay, cho nó sang một xíu. Má ơi! Tao nhập có 10 mấy triệu mà tao còn muốn truyền oxy nước biển ở đây à. Mày nhập 1 tỷ mấy? Liễu ơi là Liễu!